Hello, my name is Ming Kwan. Today, my family make a fresh ostrich egg. The ingredient is corn, peas, tomato, onions, and some smoky pork belly. Okay. Now my daddy puts the ostrich egg out. Then my daddy have the ostrich egg. What? Okay. No. No. Daddy is cutting the egg. Open the egg. And don't drop the ball. Take Still, the tin cover inside. You need to take out the tin cover. My one.
rồi. Còn ông cướp được cho. Ngồi cho hết vào hả? Để một lửa nhỏ vì là lượng trứng và lượng nhân khá là nhiều nên chúng mình phải để lửa nhỏ để cho nó chín dần nhá. Chín xong đoạn cuối mình sẽ cho lửa to lên. Mình cứ tưởng cái ăn nữa ra thì mới to đi, ăn mới to.